À, xin chào các bạn. Hôm nay Lỹ uh, Tiêu anh trong tuấn tức chúng tôi sẽ giới thiệu một cái mẫu máy lọc nước của Tiêu anh uh, sau mang cái mã hiệu là Razer. À, mẫu Razer này là một cái mẫu uh, máy lọc nước uh, với 5 cấp lọc. Và đây là một cái mẫu máy lọc nước với công nghệ lọc RO. À, công suất lọc đỉnh mức của nó là 2 lít trên một phút. À, sản phẩm này thì nó được thiết kế với uh, uh, là um, công À, chiều cao của nó là 42 cm, chiều rộng là 38,5 cm và chiều sâu là 16,5 cm. À, mẫu này thì nó có cái à, kết nối điện tử và có phạm vi nhiệt độ à, sử dụng lên đến từ 4 độ C đến 35 độ C. À, sản phẩm này á, thì nó có thương hiệu tiêu biểu trong là thương hiệu đến từ Đức và được sản xuất tại Hàn Quốc. À, sản phẩm được bảo hành 2 năm. À, và cái mẫu này thì nó bao gồm năm cốc bậc lọc à, trong đó cái cái bậc lọc quan trọng nhất đó chính là có độc bọt số 3, là màng rô lên đến à, độ dày lên đến 0.01 và sản phẩm này á, thì nó được uh, thiết kế với màu sắc là màu trắng nhìn rất là đẹp, đẹp mắt và hài hòa. và trọng lượng của cái máy lọc nước này nó khoảng tầm 3.5 kg rất là nhỏ gọn và tiện dụng và hiện tại thì cái mẫu máy lọc nước thương mại Tiêu Quyền trong Croatia là đang được bán tại đại lý Tiêu Quyền trong Tốt Đức. Nếu các bạn cần mua có thể liên hệ vào số hotline hoặc là truy cập vào site tdm.vn đặt hàng trực tuyến. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.